mời mục sư lên cầu nguyện cho buổi nhóm ngày hôm nay. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng kính đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu thương, chúng con vui mừng đến với Chúa trong nhà của Chúa, trong ngày của Chúa. Chúa cho chúng con được phước, được yêu thương, tạo Chúa về lòng tha thương, yêu thương, tha thứ đại lượng dồi dào của Chúa mà chúng con được tha thứ. Tạ ơn Chúa đã kêu gọi chúng con đến với Ngài trong ân sủng cứu chuộc, trong tình yêu kỳ diệu của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã để ý đến đời sống của chúng con, tha thứ tất cả lầm lỗi, tội ác của chúng con, nhận chúng con làm con trai, con gái trong tình yêu, trong ân sủng tha thứ của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vào hội thánh này, tạ ơn Chúa về gia đình của Chúa, tạ ơn Chúa về tất cả anh chị em thân yêu trong nhà của Chúa, con cháu của chúng con, hôn nhân của chúng con, hội thánh của Chúa. Tạ ơn Chúa đã bao phủ, gìn giữ, đưa dẫn chúng con vào trong ân sủng cứu chuộc. Tạ ơn Chúa về sự hiện diện của Chúa buổi chiều hôm nay. Tạ ơn Chúa về ánh sáng, tình yêu. Tạ ơn Chúa về bài ca chúng con ca tụng Chúa. Và tạ ơn Chúa về lời Chúa. Xin đến với chúng con, mở lòng của chúng con, tâm trí chúng con, đem chúng con lại gần Chúa và gần nhau trong tình yêu, trong ân sủng, trong tiếng ca tụng, trong lòng biết ơn, chúc tụng. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
còn một bài nữa. Cao quý, sáng chơi Chúa Cha trên ngôi cao giả.
hội thánh. Trưa hôm nay tôi có vài thông báo để gửi đến với hội thánh. Mục sư quản nhiệm và hội thánh chào mừng mục sư Phước đến hội thánh và giảng lời Chúa cho hội thánh. Cảm ơn mục sư rất là nhiều. Xin Chúa luôn cùng với mục sư và bà trong đời sống và chức vụ Chúa kêu gọi. FBC họp thường niên và đại hội mục sư. Đại hội mục sư và thường niên của hội thánh Baptist Nam Phương đang diễn ra tại Indiana từ ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 6, 2024. Mục sư Hiền và bà cùng với Ogi Tina đang dự đại hội kỳ này. Thông báo về mừng lễ cha. Hội thánh sẽ tổ chức mừng lễ cha vào Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024. Sau giờ thờ phượng, xin mời sẽ có buổi thông công cảm tạ Chúa và mừng sinh nhật của những người sinh trong tháng 6. Kính mời quý tín hữu cùng tham dự. Dâng hiến tuần trước là 1.403 đồng, dâng truyền giáo 570 đồng. Xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị qua sự dâng hiến cho nhà Ngài. Xin mời hai người chị Sáu và chị Loan lên giấy tường dân. Xin mời hội thánh đồng đứng lên để dâng lời Chúa cầu nguyện cho buổi dâng hiến ngày hôm nay. Kính lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con, là Chúa bình an, Chúa thương xót. Con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều vì hôm nay Chúa đã chữa bệnh cho con, giúp dậy con dậy sáng ngày hôm nay vì trong tuần vừa rồi thân thể con rất là mệt. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa nghe lời cầu nguyện của con để cho con giờ này có mặt tại đây thờ phượng Chúa, hát ngợi khen tôn vinh Chúa và nghe lời của Ngài. Con biết rằng không phải một mình con đang có bệnh trong thân thể, mà với thời tiết hiện tại bây giờ, con biết rằng trong hội thánh Chúa hiện giờ cũng có nhiều người cũng đang bệnh mệt mỏi như con. Vậy xin Chúa cũng thương xót chúng con và chữa lành bệnh cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa đưa dắt con cái của Chúa nhớ đến ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ để đến hội thánh của Chúa mà thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con cũng cầu nguyện cho mục sư Hồ Xuân Phước. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa ông tới đây để cùng với hội thánh chúng con dâng lên lời Chúa và chia sẻ lời Chúa với chúng con qua bài giảng của ông là First Love. Xin Chúa chúc phước trên bài giảng của ông, là chia sẻ của ông, để chúng con nghe, chúng con hiểu, chúng con làm theo, để chúng con được Chúa yêu thương và chúc phước. Con cảm tạ ơn Chúa. Và con cũng cầu nguyện xin Chúa cũng ban phước cho đại hội kỳ này, và mọi chương trình tiết mục từ bắt đầu từ chính tay cho tháng 12. Trong những ngày đó, xin Chúa ban phước nhiều trên đại hội, và xin Chúa cũng cho từng tiết mục, từng chương trình và những diễn giả đều được sự ban cho của Chúa và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh để đại hội
tốt đẹp, và những người đến dự đại hội cũng được ơn phước của Chúa đi và về được mọi sự bình an. Trong đó có một sư quản nhiệm của chúng con và bà, cũng như Ogi và Tina. Con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Con xin Chúa, cũng giờ này chúng con có một số tiền nhỏ dâng lên Chúa. Xin Chúa dùng cái số tiền này để làm phát triển nhà của Chúa, để chúng con, để nhà của Chúa càng ngày càng phát triển hơn. Và xin Chúa cũng chúc phước lại cho những ông bà anh chị em chúng con trong tấm lòng yêu mến Chúa, và dâng những số tiền nhỏ này lên cho Chúa để Chúa sử dụng. Con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời ban hát. Jesus, dẫn tôi, Jesus, dẫn
cho con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ Chúa thương yêu con mỗi bước, dù lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin chân ngắn, xin luôn cầm tay vững chắc, nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đêm soi cho con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đêm soi đến giờ chúng ta nghe lời của Chúa. Xin mời anh Phước lên đọc lời Chúa hôm nay. Kính chào mục sư Hồ Xuân Phước. Kính chào tất cả quý ông bà chị em trong hội thánh. Sau đây tôi xin đọc sách Khải Huyền 2, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Thư cho hội thánh Ephesio. Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ephesio. Đây là lời của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay phải và đi giữa 7 giá đèn bằng vàng. Ta biết công việc con, sự lao khổ và nhẫn nại của con. Biết con không thể nào dung túng những kẻ tà ác. Biết con đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà thực ra không phải. Con đã nhận chân rằng chúng giả dối. Con đã kiên nhẫn và chịu đựng vì danh ta không mỏi mệt. Nhưng ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. Vậy con hãy nhớ lại, con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn. Nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Người nào thắng sẽ được ta cho ăn trái cây sự sống ở thiên đàng của Đức Chúa Trời. Đó là lời của Chúa. Xin Chúa ban phúc cho lời của Ngài. Amen. Và sau đây chúng ta xin cùng lắng nghe cái lời Chúa qua cái sự giảng dạy của mục sư Hồ Sư Phước đến giờ thánh chúng ta. Dạ, kính chào hội thánh, tạ ơn Chúa vì cơ hội quý báu tôi được đến thăm viếng và thờ phượng Chúa chung với hội thánh và chia sẻ lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên mỗi chúng ta, gia đình, vợ chồng, con cái được ơn lành của Chúa. Tôi hy vọng là tất cả chúng ta đây đều nói tiếng Anh là hiểu, ít tiếng Việt là hết, chứ không cần phải nói tiếng Anh gì hết, phải không ạ? Có một mình, dạ. Dạ. Dạ, có một người, dạ. Dạ, tôi cố gắng lắm. Tiếng Việt tôi nói cũng không giỏi lắm, bởi vì nói thêm tiếng Anh là khổ lắm. Dạ, chắc quý vị biết là tôi đã rời quê hương mình là bây giờ là 49 năm rồi đó. 49 năm, rồi quý vị biết là tôi rời rất là lúc còn trẻ lắm, cho nên tiếng Việt đã không giỏi rồi, phải không ạ? Dạ, nhưng mà rồi cái qua bên này á, là nó quá lớn tuổi rồi, mới nghe câu á, nó lùng bùng lỗ tai, đi rời xa Việt Nam thì quá lâu rồi,
cho nên tiếng Việt không giỏi. Nhưng mà đến Mỹ thì nó quá trễ, bởi vì lúc đó đã 24, 25 tuổi rồi, đã phục vụ ở trong quân đội rồi, đã bị huấn dục ở trường bộ binh Thủ Đức rồi, đi phục vụ ở miền Tây, địa phương quân chiến đấu ở Cần Thơ, Phong Vinh, Trương Thiện nữa. Cho nên bên nào cũng cũng có thể có cái lý do để bào chữa cho cái vụng về của mình hết trơn, phải không ạ? Ta chú về cơ hội quý báu đây, tôi mới gặp mấy cháu hồi chiều, nó không biết sao tới hồi thánh bên đây khuôn mặt tươi vui, ai cũng vui vẻ thương, mà người nào cũng dễ thương hết trơn. Quý vị đồng ý không ạ? À? Chiều nay người nào cũng dễ thương tươi vui hết, và tạ ơn Chúa. Dạ, 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 mục sư dễ thương phải không? I know. Dễ thương nhưng mà không biết có dễ thương hay không. Thấy ông chảnh quá, chưa thấy ông nào chảnh như ông này, phải không ạ? Tạ ơn Chúa chúng ta có niềm vui. Và cái tựa đề, cái sứ điệp của hôm nay rất rất là hay, tình đầu. Mà nó chính thức là đúng như vậy đó. Chúa gửi cho hội thánh Ephesus, First Love. This is a right title about the church in Ephesus. It's wonderful. I wish I could speak English a lot, but I tend to forget. But I do my best. All right. Thưa hội thánh, một bà mẹ thích thú khoe với bạn trước khi về Việt Nam. Hỏi vợ cho con trai. Bà nói với bà bạn của mình, chị biết không? Cái thằng Ninh nhà tôi đó, thằng Ninh nhà tôi đó, có phước quá, nó gặp cô bạn gái yêu mến Chúa, dễ thương, đảm đang, chung tình. Bác sĩ, kỹ sư ở Mỹ về, Việt Kiều về, đầy hết trơn, hỏi han xin cưới tán tỉnh nó, mà nó không chịu, nó thương thằng Ninh của tôi. Nhất định chờ thằng Ninh. Chị coi cái hộp thư trong tủ kính kìa, đầy thư tình, đầy khăn tay, hình ảnh, thơ nhạc, quà bánh, con nhỏ gửi qua cho thằng Ninh để trong tủ cả. Rồi coi ở Việt Nam thì sao? Cô dâu tương lai cũng cất giữ thư tình, hình ảnh con trai của bà, tức là của anh chàng Ninh, ở trong tủ kính đàng hoàng. Và mỗi ngày, cô Việt Nam, chàng Cali, ngàn trùng xa cách, lấy thư tình ra đọc và gọi cho nhau thường xuyên, quên cả đất trời. Có những bức thư mà nó cũ, nó đến nỗi là nó vàng ra cả giấy, rất viền lên, nhưng mà tình thì nó tươi mới, bởi vì tình yêu của hai người nó lên hương. Mấy năm sau cái ngày cưới, anh chị này được hai con, thỏa lòng và hạnh phúc lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Không biết ở đây quý vị có bao giờ có cái kinh nghiệm đó trong hôn nhân của mình không? Dạ có không? Có một hai người, còn những người khác thì không thành thật, không dám trả lời, phải không ạ? Dạ có luôn, phải không ạ? Dạ. Dạ, tôi cũng có cơ hôn nhân, nhưng mà tôi chưa dám khai gì ở đây, sợ quý vị mất tinh thần. Dạ, thương yêu tình đầu tuyệt vời, nghìn trùng xa cách, nhưng mà cuối cùng sống với nhau, có con hai đứa rồi, mà cũng có lúc như lời cô vợ ở đây nói là cơm không lành, canh không ngọt, rất là thật. Cô tâm sự với anh chị em ở trong hội thánh. Người ta nói là tình chỉ đẹp những khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Dù nói câu đó sai, ta mới nói tụi em đây này, thương nhau dữ lắm thì cũng có lúc cũng cãi nhau, nhưng mà tình vẫn đẹp, tình vẫn đẹp. Và đúng như vậy, tôi biết cặp vợ chồng này. Cô nàng nói là tạ ơn Chúa đã kết hợp tụi em, mấy lần giận nhau, tụi em chỉ trách nhau dữ lắm. Em có lần em nói là Chúa chắc lúa rồi, tưởng bênh luôn. Và mấy chị biết không, có lần ấy, em đem hộp thư tình của em vô trong phòng vệ sinh ấy, em tính là xé hết ra. Rồi một sư hỏi, rồi con có xé hết không con? Con nói dạ con mới xé được cái bì thư mới làm hai à. Cái rồi sao con lấy băng keo con dán lại. Rồi thấy tiếc quá, dán lại xong rồi, ngồi đó cả giờ đồng hồ, con đọc lại mấy thư anh gửi. Rồi sao nữa? Cái lời yêu thương anh viết hồi xưa biến thành nhạc êm đềm, ngọt ngào. Lửa trong lòng của con nó dịu xuống. Rồi con quỳ xuống cầu nguyện, ăn năn xưng tội với Chúa, bởi vì tính con nóng quá. Con hay nói nặng lời. Xin Chúa tha thứ, giúp con xây lại, cho tụi con trở lại cái thuở ban đầu đó. Cái thuở ban đầu của tình đầu nó rung động, lưu luyến, bốn mắt nhìn nhau rung động, phải không thưa quý vị?
Hội thánh Ephesus ở đây cũng có một mối tình đầu tuyệt vời như vậy đó. Đẹp đẽ, tha thiết lắm. Nhưng mà cái giai đoạn họ nhận được thư này thì tình đã nhạt phai lắm rồi. Có lẽ lúc này là lúc là con tim cần phải vui trở lại, phải không ạ? Quý vị biết Ephesus đây là một trong 7 hội thánh mà nhận được lá thư của sứ đồ Giăng viết trong Khải Huyền. Hôm nay là lá thư đầu tiên trong 7 lá thư, phải không ạ? Ở trong Khải Huyền chương 2. Tháng 10 đến đây, bữa nay còn 4 tháng nữa, thì tôi sẽ dẫn một phái đoàn đi, trong đó có nhiều mục sư ở vùng này ở đây đã ghi danh đi rồi, còn 6 chỗ trống. Đi thăm hội thánh Khải Huyền và thăm cả nước Hy Lạp, là thăm đi theo cái hành trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô tại Hy Lạp, nơi mà ông đã thăm viếng các thành phố và thành lập các hội thánh, ví dụ Thessalonica, Bere, quý vị nhớ hội thánh Bere, ngày nào cũng ra xem kinh thánh đó, phải không ạ? Corinto, Thessalonica, vân vân. Và thêm hội thánh Ephesus ở đây, có 5 ngày đi thăm đất liền tất cả những hội thánh đó, và đi một chuyến du thuyền 5 ngày 5 đêm đến thăm đảo Patmos. Quý vị nghe tên chứ đảo Patmos có quen thuộc không ạ? Đảo Patmos là nơi mà sứ đồ Giăng bị lưu đày và viết 7 lá thư, trong đó có lá thư Ephesus này. Cho nên tháng 10 tới đây tôi đã dẫn đi một lần như vậy, và không định dẫn phái đoàn đi, nhưng mà bà con đi về yêu cầu phải tổ chức nữa, cho nên tôi phải tổ chức để đi thăm viếng, rất là xứng đáng để ôn cuộc đời và sự giảng dạy chức vụ của sứ đồ Phaolô và các hội thánh đó. Hôm nay chúng ta học Ephesus là một trong những hội thánh, hay là 7 hội thánh rất là phồn thịnh cái thời đó. Bây giờ hỏi lần, Chúa bảo sứ đồ Giăng viết thư cho ai ở đây? This letter was written to whom? For the angel of the church. Và gửi cho thiên sứ của hội thánh. Đây là hội thánh người không, nhưng mà nó chỉ gửi cho thiên sứ. Trong tất cả những lá thư của 7 hội thánh và sách Khải Huyền là nói về sách tiên tri, cho nên dùng cái ngôn ngữ của tiên tri. Trong hội thánh thì như thời đó tất cả đều là người hết, nam với nữ, già với trẻ, thực sự là không có thiên thứ, thiên thần, thần, phải không ạ? Nhưng mà trong lá thư này, dùng như chữ thiên sứ ở đây nói về mục sư, trưởng lão và giới lãnh đạo. Written to the angel of the church, leader of the church, pastors and elders. Rồi đấng cầm 7 ngôi sao là ai? Là Chúa Giêsu. Quý vị có cái tờ để điền vào chỗ trống, nếu quý vị muốn điền vào chỗ trống. Chúa bảo Giăng viết thư cho ai? Cho thiên sứ, tức là cơ giới lãnh đạo. Rồi đấng cầm 7 ngôi sao đi giữa 7 chân đèn vàng có ý nghĩa gì? 7 ngôi sao ở đây là 7 sứ giả của 7 hội thánh, và Chúa bảo sứ đồ Giăng viết cho cả 7 hội thánh. Chúa khen ngợi những ưu điểm của họ và chỉ cho họ cách sửa những điểm lỗi lầm của họ, 3 cái ưu điểm và những lầm lỗi thiếu sót của họ, thì Chúa cũng chỉ dạy cho cái cách để họ sửa đổi. Chúa quan tâm đến hội thánh Ephesus ngày đó, cũng như Chúa quan tâm đến hội thánh của Chúa ngày hôm nay tại đây. Chúa chú ý đến mỗi cá nhân của chúng ta và những gia đình. Chúa khen ngợi điểm tốt và Chúa cũng chỉ ra những chỗ sai quấy. Cái ưu điểm của hội thánh Ephesus là như thế nào? Cái ưu điểm của hội thánh Ephesus ở trong câu 2 phần A, the second verse, follow along the second verse. Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con. Ta biết con không thể dung chịu những kẻ xấu. Ta biết công việc con, sự khó nhọc con. Chỉ nhìn đây là một hội thánh phục vụ. Rõ ràng đây là một hội thánh phục vụ. Hội thánh phục vụ. This is a servant church, number one. A servant church. Họ bận rộn, chứ không phải là họ ăn không ngồi rồi ở đó. Điểm thứ nhất, hội thánh phục vụ. Điểm thứ hai á, là họ nắm vững giáo lý trong kinh thánh. Câu 2 phần B đó, ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Hội thánh có phục vụ tích cực lắm, năng nổ lắm, nhưng mà đã xa suốt rồi. Anh chị em nhớ trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 29, in the book of Acts, chapter 20 verse 29, thì lời của Chúa nói như thế này. Chúa cảnh cáo, ghi lại cái lời cảnh cáo một sứ đồ Phaolô từ giả họ, thì ông nói rằng,
Giáo sư Dạ said a false teacher will be attacking soon. Wolves are coming. Thiên sứ của Đức Chúa Trời viết thư ở đây qua những điều này ở trong công vụ các sứ đồ chương 20 tôi mới vừa nói là khi sứ đồ Phaolô mà từ giả họ thì nó thiên sứ giả hay là giáo sư giả sẽ đến để giảng dạy những điều, nhưng mà hội thánh ở đây họ có cái ưu điểm là họ đọc kinh thánh. They read the Bible, nắm vững giáo lý kinh thánh. Họ đọc kinh thánh, họ đọc kinh thánh, họ chịu khó đọc kinh thánh, ngày nào cũng tra xem kinh thánh, họ đọc và họ nghiên cứu kỹ lời của Chúa, đọc kinh thánh và nghiên cứu kỹ lời của Chúa. Tạ ơn Chúa, đó là những ưu điểm của hội thánh. Quý ông bà anh chị em ở đây có đọc kinh thánh thường xuyên không? Có học lời Chúa thường xuyên không? Tôi thường thường khuyến khích anh chị em tín hữu mỗi ngày đọc kinh thánh. Có nhiều người tôi bận quá một xưa phải, đời sống của chúng ta ai đây cũng bận rộn phải không ạ? Thậm chí những người về hưu rồi cũng bận rộn, tại làm sao về hưu đây mà giữ con giữ cháu hay là lo chuyện gia đình thì cũng bận rộn lắm ít, nhưng mà nếu được thì dành chừng 5 phút ra đọc lời của Chúa mỗi ngày. Ví dụ như thế này, ôi mục sư bây giờ nên đọc những kinh thánh thế nào? Nếu quý vị chưa có cái chương trình đọc kinh thánh thì tôi đề nghị như thế này, trong Châm Ngôn có 31 chương, bây giờ nếu cứ ngày 1 thì đọc chương 1, ngày 2 chương 2, ngày 15 đọc chương 15, đến ngày 31 đọc chương 31. Nếu mà mỗi ngày đọc một chương trong Châm Ngôn như vậy, it's wonderful. If you don't have a reading plan, start reading the book of Proverbs, one chapter a day. You'll be going through the whole book of Proverbs a month. Start doing something. It doesn't take a whole lot. If you're busy, and of course you are busy, every one of us is busy, I believe, but you can save or make time 5 minutes a day to study the word of God. Đây là mỗi thánh phục vụ ngày nào cũng tra xem cái thánh, đọc kỹ lời của Chúa để coi thử ông mục sư ông giảng có đúng không. Nếu mà ông mục sư Phước này ông nói cái điều gì không đúng, quý vị chắc là phát hiện ra nè, ông mục sư này ông giảng không đúng, ông chưa coi kinh thánh kỹ, ông không biết gì cả. Mà chúng ta phải biết như vậy. Ở trong câu 3 ở đây thì đây là một hội thánh nhịn nhục và chịu khó. Hội thánh nhịn nhục và chịu khó. Tôi muốn đọc lại. I'm going to read verse 3 again. Verse 3 in here. Con kiên trì, chịu đựng vì dân ta không chút mệt mỏi. Đó là một điểm đáng quý, đáng khen. Họ không bỏ cuộc giữa đường, không đầu hàng khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Quý vị từ ngày tin Chúa bao nhiêu, có giai đoạn nào, có cái lúc nào mà vấn đề theo Chúa mình cũng hơi có khó khăn, thách thức có không ạ? Có không? Dạ có, ai nói có đó, có một người nói có, còn những người khác thì không có gặp khó khăn gì cả, phải không ạ? Dạ có luôn, dạ như hai ba người gặp có. Tín đồ thì hay gặp khó khăn trong vấn đề theo Chúa, còn mục sư thì nó hanh thông lắm, không gặp khó khăn gì hết. Dạ có đúng như vậy không? Không, dạ không đúng. Nhìn các vị sứ đồ ở đây, họ gặp trăm chiều khó khăn, bị bắt hại vô cùng. Ngay cả chúng ta sống ở trong xã hội tự do đây, America is the land of the free. But you're not totally free. Persecution is going on every day. It's tough dealing with temptation around you and me. We're dealing with that. But this is a wonderful truth. They persevere. They stay on. They work hard. They read the Bible. Đó là những điểm tốt của họ. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, có những điểm tốt. Đây là một hội thánh phục vụ. The serving church. They read the Bible. They study it well every day. They do that every day. And có những điểm không tốt. That are the wonderful things they've been doing. But they have some shortcomings also. What is it? Câu 4. Chúng ta đọc ở câu 4. I'm going to read verse 4 again. All right. You follow along the Vietnamese version, your version. Chapter 4. Verse 4. Nhưng, có chữ nhưng, but, all the good stuff, but, nhưng, điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Tin đầu bây giờ đã phai nhạt lắm rồi, phải không ạ? Dạ, là người đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Quý vị có thể điền vào chỗ trống, chữ ban đầu đấy, bỏ lòng kính mến ban đầu. Điều ta khiển trách con vì con đã đánh mất tình yêu ban đầu. Có nghiêm trọng lắm không? Nghiêm trọng lắm thì Chúa mới viết ở đây trong câu 5 phần 2. Nếu ngươi không ăn năn,
Nếu không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn con khỏi chỗ của nó, điền vào chỗ trống chỗ đó, điền vào khỏi chỗ của nó. Không phải là mất sự cứu rỗi, nhưng mà mất cái năng lực phục vụ, không còn sức sống nữa. Đèn không còn dầu nữa, muối không còn mặn nữa, không có ảnh hưởng tốt cho cộng đồng nữa, không thu hút người đến với tình yêu Thiên Chúa nữa, bởi vì ân sủng, yêu thương, quyền năng chữa lành không còn phát lưu ra, bởi vì họ đã chết mãn rồi. Cái sức sống, cái tình yêu ban đầu mặn nồng, nóng sốt đó không còn nữa, bởi vì con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Tình đầu của Thánh Ê-phê-sô đẹp đẽ lắm, chắc chắn như vậy phải không? Tình đầu của chúng ta tìm sao? Ở trong đây quý vị có ai đã vợ chồng đã sống chung với nhau trên 20 năm rồi? Ở đây ai đã sống chung với nhau, vợ chồng sống chung trên 20 năm rồi? Ai? Dạ 20 năm. Ai sống trên 30 năm, 30 năm trở lên không? Có ông bà nào ở đây đã sống với nhau 30 năm không ạ? Dạ. Chị Sáu, bao nhiêu năm rồi chị Sáu? 40 năm rồi. Tuyệt vời, 40 năm rồi. Dạ, tuyệt vời. 50 năm, tạ ơn Chúa, 50 năm. Dạ. Dạ bao nhiêu? 55 năm. Thành kính. Tuyệt vời quá. Tôi cũng có mối tình đẹp như đó. Bà xã tôi bên đây không có ở đây. Chúng tôi gặp nhau cái ngày lễ độc lập July 4th năm 1976. Gặp nhau. My wife and I met on July 4th, 1976. Hồi đó là tôi 25 tuổi. Mà tôi nghĩ là lúc đó có khờ lắm, không biết gì cả, như con nai vàng ngơ ngác đó. 25 tuổi, một cô nàng thì 21 tuổi, một cô lanh lợi, cô khôn ngoan, dễ sợ lắm. Cô nhìn thấy tôi là cô biết liền à. Thấy tôi, mới thấy tôi là mê liền đó quý vị ạ. À. Mà tôi nói rồi, tôi là con nai vàng không biết gì cả. Vậy là một cô kiên trì đeo đuổi tôi liên tục 4 năm. 1 tháng, 3 tuần lễ rồi tóm cổ được tôi liền. Cô đem một cái xe limousine thiệt là to, chở đầy sinh lễ đến, rước tôi tới nhà thờ làm lễ và đem tôi về làm chồng hiền cho đến giờ phút này. Nghe nó có vẻ hơi nổ một chút xíu, phải không? Dạ, phải đúng không? Mà nếu quý ông bà anh chị em mà gặp bà xã tôi, bà kể câu chuyện đó thì chắc nó phải đúng, nhưng mà nó khác biệt thì chắc khác biệt tí xíu thôi, phải không ạ? Tình tuyệt vời. Cô ở Boise, Idaho. Và tôi thì ở Des Moines, Iowa. Tức là xa vời vợi của đi xe bus Greyhound 23 tiếng đồng hồ mới tìm ra được anh chàng đẹp trai, dễ thương và khiêm nhường này đó. Tôi chỉ có thói quen nổ một cách kín đáo tế nhị trong cộng đồng Việt Nam thôi, chứ tôi không có nổ ra bên ngoài. Dạ, thành thử quý vị đừng có lặp lại những điều tôi. Tình yêu đầu nó cũng đẹp lắm, nhưng mà cuối cùng nó về rồi, có khi nào mà canh cơm không lành, canh không ngọt không? Quý vị đoán là có không? Có. Tôi nói là có, nhưng mà quý vị đừng có lặp lại cái điều đó như chưa. Ai trong chúng ta cũng vậy, theo Chúa cũng vậy, đời sống theo Chúa cũng vậy, đi vào đúng chức vụ hầu về Chúa cũng khó khăn. Nó đủ thứ, nó ngăn trở, giống như nó phá bỉnh cái hạnh phúc của chúng ta, nhất là đường chúng ta theo Chúa, phải không? Tình đầu mà. Phục vụ lúc đầu yêu thương lắm, về cái gì cũng chiều anh, chiều em, chiều nhau, đủ thứ, nhưng mà có chuyện gì thì trách móc, nhắc đi nhắc lại, nghe bắt mệt cái tai đi, phải không ạ? Nhớ không? Dạ, rồi cá hàng xóm rồi, lúc đầu thì thương yêu, thấy hình ảnh đẹp lắm, nhưng mà sau rồi cãi nhau rồi cả hàng xóm rồi nghe hết rồi. Và đó, tất cả chúng ta ở đây, ở đây ai có cái tội đó giơ tay tôi coi. Tôi có cái đó. Dạ có, mấy người là thành thật, còn những người nào không đưa tay lên, mấy người đó không thành thật, tôi biết. Dạ. Dạ vậy đó hả? Dạ mình ổng, dạ dạ phải giơ tay. Dạ. Dạ chúng ta như vậy. Dạ. Hơn nửa thế kỷ đó, đúng như vậy. Dạ. Lúc đầu thì nó nồng cháy, nó tuyệt vời, nó ngọt ngào, nhưng mà từ từ nó nguội dần. Cái chuyện gì cũng vậy, phải không? Hồi mới đến Mỹ, Mỹ là thiên đàng trên đất đó. Qua đây thì thích thú lắm, nhưng mà qua từ từ rồi mình cũng, cái nóng cháy nó không còn, luôn luôn. Vì chính như vậy mới nhận được cái lá thư này để nhắc lại tình đầu của chúng ta và làm lại từ đầu. Hồi xưa thì đi nhà thờ thích thú lắm, nghe bài giảng bài nào cũng thích thú đó. Hát ca tụng Chúa, đánh đàn thích thú lắm, nhưng mà sau hình như cái rung động đó, nó không còn cái nồng cháy thấm thiết như lúc ban đầu, phải không ạ? Người buồn cảnh có vui đâu, lúc mà cãi nhau rồi thì thấy hai cái mặt nó sưng lên giống như hai cái
hai cái gì? Quý vị đừng quên có ghi âm lại nha. Giống cái mặt ông giống như cái mâm. Mặt bà thì đẹp hơn phải không ạ? Tôi không biết có đẹp hay không, mỗi người phải tự nhắc nhở ở đây. Điểm là cái dấu hiệu của cái cuộc tình đi xuống nó nguội đi là nguội dần. Nó nguội dần. Ở trong tiếng Anh, không biết tiếng Anh là dùng cái chữ gì tôi quên mất tiêu. You have your version there. Ai có cái, trong tiếng Anh là chữ nguội dần là cái gì, là cooling down, right? It's not so hot, it's not so warm as in the beginning, phải không ạ? Điểm thứ hai đó là dấu hiệu thứ hai là không còn yêu người khác như xưa. You no longer belong love others as you did before. Không còn yêu thương người khác, không yêu thương anh chị em như xưa nữa. Hồi đó thì yêu thương anh chị em, thấy người nào cũng dễ thương. Bữa nay tôi thấy ai ở đây cũng dễ thương, rất là mừng, rất là quý đó. Và tôi hy vọng là tuần tới quý vị cũng dễ thương như vậy, và năm sau cũng dễ thương như vậy. Và hy vọng quý vị thấy tôi cũng dễ thương như vậy. Nhưng mà điều đó nói thì dễ, nhưng mà sống được như vậy không phải dễ, phải không ạ? Dạ đúng không? Hồi Thánh Ê-phê-sô đấy, họ đã mất cái tình yêu ban đầu. Vì lý do đó Chúa mới bảo ông sứ đồ nhắn viết lá thư để cho họ. Hồi đó thì dễ thương, thấy cái gì nó cũng tuyệt vời hết trơn. Bây giờ thì than phiền, bực bội. Thấy người đó là thấy bực bội. Cái đôi giày ông mang tôi thấy cũng khó chịu nữa. Ông ngồi chỗ nào thấy cũng ghét nè, phải không ạ? Thấy cái áo cái dáng đi cũng không chịu nổi, phải không ạ? Thấy cách lái xe của ông cũng thấy cũng không ưa nổi đó. Tại sao vậy? Tại vì hết yêu rồi. Tình yêu đã chết. Đã chết rồi, cho chết luôn. Không. Không. Chính vì như vậy Chúa mới bảo sứ đồ Giăng viết lá thư này để nhắc nhở. Bởi vì ai trong chúng ta cũng vậy. Tôi vợ chồng cưới nhau làm như vậy là 44 năm rồi. Và tôi nói với anh chị em trong hôn nhân đó, họ gặp khó khăn, tôi cũng thực tình nói rằng tôi hiểu. Bác hiểu. Lúc mới hầu vị Chúa ra thì gặp ai trong nhà thờ, nhiều người là tôi phải gọi là bằng bác, tôi xưng con, gọi chú, cô, tôi xưng. Mà bây giờ đó, đi ra hầu hết nói chuyện với giới trẻ trẻ là tôi xưng bác. Mấy năm trước tôi còn xưng chú, chứ bây giờ bác. Bởi vì những người trẻ đó, thì ba mẹ của họ cũng nhỏ thua tôi, tuổi tôi, và cũng gọi bằng bác, tôi xưng bác. Tôi nói là bác bây giờ hôn nhân cũng có cái kinh nghiệm giống như tụi con đi bây giờ như vậy đó. Và nhắc nhở, và tôi hỏi đó, khi mà vợ chồng mà than phiền nhau đó, thì tôi hỏi họ là cái gì hồi đó thu hút con. Counseling to young couple today, I often ask, what brought you two together in the beginning? So allow them to say the good things he had, the good things she had in the beginning that brought them together. Nhắc lại những điều đó để giúp cho chúng ta ôn lại cái điều đó, để giúp cho chúng ta giữ lại, hâm nóng lại cái tình yêu. Dạ. Tình yêu đã nguội dần, phải không? Không còn yêu thương người khác như xưa. Và dĩ nhiên yêu nhau thì không như xưa nữa. Bây giờ than phiền, bực bội. Và điểm thứ ba, third, thích làm theo ý mình. Number three, you like to do whatever you like. Vợ thích làm cái điều vợ, nấu món ăn vợ thích ăn. Ông chồng bây giờ dẫn đi ăn, hồi xưa thì chiều em thích ăn cái gì thì anh đưa đi. Bây giờ thì đưa vợ đi ăn thì cái chủ nhà hàng mình thích, cái món ăn mình thích. Như vậy thì mình không còn yêu vợ, chiều vợ như xưa, phải không ạ? Hội thánh mà tình yêu nồng cháy ban đầu bây giờ đã phai lạc rồi. Nếu không chấn chỉnh thì làm sao? If you don't do anything at all, what is going to happen? Câu 5 phần bên, nếu không ăn, if you don't repent, thì ta sẽ cất chân đèn khỏi chỗ ngươi. If you don't repent, I will take the lampstand, right? That's a word, right? I will take it away. Ta sẽ lấy ra khỏi chỗ nó. Anh chị em để, nhất là cái chỗ mà đám cưới thì để mấy cây nến, phải không ạ? À? Cây nến ở trên, có như chân đèn ở dưới. Đèn, nến cháy sáng là nhờ có cái chân đèn nó cao, nó đưa lên, phải không ạ? À? Mà lấy ra thì nó sụt thấp dưới này, sẽ không còn chiếu sáng nữa. Thì đó là cái lời cảnh cáo. Không còn chiếu sáng, không còn ảnh hưởng tốt trong cộng đồng nữa. Chấn chỉnh như thế nào? Ba điều căn bản ở trong phần đầu của câu 5 đó. Remember, repent, and do it over again. What you did in the beginning.
Remember, repent and return. Nhớ lại con đã sao trút từ đầu. Nhớ lại. Cái chuyện nhớ lại có cần không thưa anh chị em? Cần lắm. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, mình yêu thương nhau mà. Anh đi cưới em. Giống như bà xã tôi đeo đuổi đi đem xe limousine chở đầy sinh lễ đi rước tôi đó, phải không ạ? Thì bây giờ cái gì đó mình phải đem trở lại, nhớ lại mình đã sa sút như thế nào, phải ăn năn. Nếu mình kiêu ngạo, ở trong chúng ta có khi nào kiêu ngạo? Ở trong hôn nhân có khi nào chúng ta kiêu ngạo không anh chị em? Có không ạ? Có. Nếu mà anh mà ở Mỹ mà về cưới cô nào Việt Nam thì về đem tiền bạc về thì rất là kiêu ngạo, về có thể là bằng cấp. Mà hình như là năm 1990 đến năm 2000 có nhiều ông về bên này là hầu hết là tiến sĩ hết và làm giám đốc hết, đúng không ạ? Ồ, nói nổ dữ lắm. Hay là sự thật thì kiêu ngạo bởi vì mình làm ra nhiều tiền, hay là bà vợ có thể là giỏi, được gia đình bố mẹ chồng khen, vân vân. Thì chúng ta có cái kiêu ngạo, nếu mình vì cái kiêu ngạo đó bây giờ không ai chịu nổi, chồng không chịu nổi, vợ cũng không chịu nổi, mình phải khiêm nhường. Mà trước mặt Chúa chúng ta có cái gì đặc biệt lắm, lớn lao lắm mà lại kiêu ngạo? Bây giờ ăn năn xưng tội với Chúa. Chúng ta cần đi, bây giờ bỏ không đi thờ phượng Chúa nữa, bây giờ trở lại đi thờ phượng Chúa. Hồi trước đọc kinh thánh rất là sốt sắng, bây giờ không, tại sao không làm như vậy nữa? Hãy trở lại, hãy làm lại những công việc ban đầu, tức là bây giờ trở lại học lời của Chúa. Có phải đó là cái điều mà anh, là chị, là ông bà cần làm hôm nay không? Bây giờ không đi thờ phượng Chúa nhiều, thường xuyên nhiều xưa. Điều ta trách con là con đã bỏ lòng kinh mềm mòn. You have lost your first love. What has happened? What is happening today? Làm lại những công việc tiêu đầu. Do it again, over again. Whatever you did 10 years ago, 20 years ago, when you first fell in love with Christ. Làm lại những việc ban đầu, in the beginning. Hồi mới thì Chúa anh chị em hằng ngày làm cái gì? Mỗi người có một hàng ngày, có người thì rất sốt sắng trong vấn đề về nói về Chúa, về nói với cha, với mẹ, với bạn bè, trong lớp học, cái chỗ làm, tham gia ban chứng đạo, ca hát, thờ phượng Chúa, tất cả những điều đó tốt. Bây giờ không làm nữa. Hồi đó cũng dâng hiến tiền bạc rất là tốt, bây giờ không làm. Hội thánh có cái chuyện gì cần phải làm, chăm sóc, sửa sang cái gì ở trong nhà bếp, hay trong mái ngói nhà thờ, hay là cái gì bãi đậu xe, vân vân. Hồi đó làm đầy đủ, bây giờ có nhiều người, có nhiều việc cần làm, ai cũng đi làm. Chỉ có mình anh không đi, chị không đi. Như vậy sa sút rồi, hãy biết trở lại làm việc đó. Tại Chúa Hội Thánh Ephesos ở đây đó, có một lời khích lệ chót, thưa Hội Thánh, có một lời khích lệ chót. I'm so encouraged to see the last encouragement in verse 6. Follow along. Verse 6, your English version. Nhưng có điều này khá. You have this wonderful thing. What is it? Con có điều gì khác? Con ghét những việc làm của đảng Nicola. Ghét. Con ghét, you hate the deed, the acts of that group, Nicholas. Mà Chúa cũng ghét nữa. Cái việc gì mà Chúa ghét á, là chúng ta cần ghét. Điểm lý thú chỗ này á, Chúa không có nói là ghét người, mà ghét cái gì ở đây? Ghét cái việc làm. The evil deeds. Chúa lập lại cái tên phe đảng Nicola này trong cái lá thư cho Hội Thánh Bergam nữa. Đây là một số ít người ở trong hội thánh, một số ít người thôi. Là mình nói đơn giản không? Một con sâu làm rầu nồi canh đó. Những người được có đạo, có thể ăn mặc đẹp lắm ở bên ngoài, mũ áo chỉnh tề trang trọng lắm, nhưng mà cái nếp sống, cái cách sống như đời như vậy. Có giữ đạo, có tới nhà thờ đó, nhưng mà cái việc làm của họ, cái đời sống của họ là tội lỗi. Trong cái đền thờ Ephesos, trong cái thành Ephesos đó, tháng 10 này tôi sẽ đi đến, tôi đã đi nhiều lần đến rồi. Nó vĩ đại lắm. Đây là một trong những thành phố khảo cổ lớn nhất trong cái vùng, trong tất cả những cái vùng đặc thánh đó. Lớn lao lắm. Và trong đó có cái đền thờ Diana. Nó lớn kinh hoàng lắm. Ở cái chỗ đó người ta đi thờ lại, nhưng mà là có cái chỗ hành dâm. Nó kinh hoàng như vậy đó. Phạm đủ mọi thứ tội trong cái đền thờ của họ đó. Lêm nhem tội lỗi với những người đó. Ăn mặc đẹp lắm, họ cũng đi thờ lại trong cái thờ lại của họ đó. Mà thái độ của Hội Thánh Ephesos, của tín đồ Hội Thánh Ephesos đối với những người theo đảng Nicola đó như thế nào? Họ ghét
Đó là một ưu điểm. Ghét những công việc làm tội lỗi đó, là đó là một cái ưu điểm. Quý vị thấy cái điều đó không? Ví dụ như chúng ta có con hay cháu hay người thân ở trong gia đình đó, mà say mê cờ bạc lắm, mà chúng ta ghét cái chuyện cờ bạc đó là điều phải, đúng không? Nếu con tôi nói ví dụ, nếu con gái của tôi không có con gái, mà nếu con gái của tôi nó say mê cờ bạc đó, thì tôi ghét cái chuyện cờ bạc của con gái tôi là ghét đúng đó không? Nhưng mà tôi có nên ghét con gái không? Không. Cho nên nếu chúng ta ghét là ghét cái hành động tội lỗi, sai quấy, cái thái độ sai quấy, nhưng mà chúng ta không ghét người. Chúa ở trên đời thương yêu chúng tôi, Chúa ghét cái hành động tội lỗi, cho nên Chúa mới rời bỏ thiên đàng để xuống tìm cứu chúng ta, phải không ạ? Jesus left his heaven. He came down here because he loved us. He hated our actions, but he loved us and he still loves us. Chúng ta cũng vậy. Nếu trong chúng ta hay là chính tôi đây có cái hành động tội lỗi nào, tôi phải ghét cái hành động, cái thái độ đó, và tôi phải từ bỏ nó. Chúa cũng ghét nữa. Chúa thương tội nhân, Chúa ghét việc làm tội lỗi. God hates our evil acts. Whatever wrong you do, the Lord hates it, but he loves you and he loves me. He wants you and me to remember what we did before, how we serve, how well we did. Start doing it again. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Câu 7, tôi đọc lại câu 7. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him, he overcomes. I will give him the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Ai có tai, nghe câu này nó lạ không? Nếu Chúa nói ngay trong buổi chiều này, trong thời giờ này, bây giờ là 2:47, gần 3 giờ chiều, nó một giả sử một sự phước nói, hội thánh ở đây có ai, ai ở đây mà có tai thì hãy nghe đây. Nghe nó có lạ không? Ở đây có ai mà không có tai không? Ai cũng có tai hết. Như vậy cái câu nói này nó cao và nó sâu lắm, đúng không? Nói về cái thái độ của chúng ta đây. Anh ngồi đây, chị ngồi đây, Hồ Xuân Phước ngồi đây. Tóc thì uống ép sấy gội đầy đủ, có cặp vạt đồ đàng hoàng. Sáng nay tôi mới dậy đi ra, có người nói, ôi Chúa ơi, chú sao mà chú ăn mặc đẹp quá, chú đẹp trai quá. Tôi nói liền, nói cảm ơn con có cái mắt nhận xét rất là tinh tế, chính xác và rất là khách quan. Bên ngoài như vậy nhưng mà bên trong như thế nào? Và tôi nói luôn với cậu bé đó, con 21 tuổi đó, chú chắc là bà xã chú chăm sóc chú kỹ, nó đúng như vậy đó. Chú được như vậy là nhờ vợ không, là con ạ. Mà sắm đầy đủ đàng hoàng và chuẩn bị mặc đàng hoàng lắm. Cái phần còn lại là chú phải sống như thế nào? Mặc dù gặp nhau chỉ vắn tắt có mấy phút, mà chú nói giống như tôi làm một bài giảng như vậy đó. Vợ mình thì chăm sóc mình đầy đủ, lo đầy đủ đàng hoàng lắm, tươm tất lắm. Bữa ăn nào cũng có, sáng trưa tối đầy đủ. Còn mình đối với vợ thì như thế nào? Hồi lúc đầu thì nó là anh sẽ thương em dài lâu. Bao lâu thì dài lâu? Ở đây đám cưới, quý vị biết có nhiều người mới đám cưới. Tôi có mới để biết về cái cặp vợ chồng đó. Cưới nhau chỉ có một tuần là ly dị. Tại vì tình yêu ban đầu đã chết rồi. Không còn ngọt ngào đối với nhau, không còn phục vụ nhau nữa, không nói những lời dễ thương với nhau nữa. Thì phải nhớ lại ban đầu mình đã yêu nhau như thế nào, cái gì nó đem mình đến gần với nhau, cái điều gì. Ông bà, anh chị đã làm lúc ban đầu, hãy nhớ lại. Và nếu mình đã mất cái đó thì hãy ăn năn. Cây sự sống đã bị Chúa đem đi sau khi Adam và Eva phạm tội, bây giờ Chúa đem lại cho chúng ta, những người kính sợ, lắng nghe, vâng phục Chúa, trở lại về với ban đầu. Come back, go back to first love. We are only one step away from the good life. Go back to the love zone, only one step.
go back to the first love. What did you often do when you first came to Christ? Serve again like you did before. Trở lại học lời của Chúa, phục vụ. Khải Huyền coi mai cây sự sống sẽ nằm giữa thành Jerusalem mới trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, lá nó dùng để chữa lành cho các dân. Cây sự sống là biểu tượng về Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Chúa đang êm dịu rót vào tai của hội thánh của Chúa, ông bà, anh chị và tôi. Con ơi, nhớ lại. Con đã sa sút từ đâu? Ăn năn và làm những việc con đã làm ban đầu. Come back to your first love. Go back to the first zone. You take one step back and pray, Lord Jesus, I repent. I have done it wrong. Forgive me. Bring me back to your love. I want to serve you again like I did in the beginning. Xin Chúa đem con lại. Xin Chúa tha thứ cho con. Nếu chúng ta ăn năn, xin tội, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và giúp cho chúng ta trở lại. Trong chúng ta ai cũng lầm lỗi, thiếu sót nhiều lắm, làm tổn thương Chúa, làm tổn thương nhau trong hôn nhân, ở trong hội thánh. Hãy đến với Chúa. Tôi hay suy nghĩ đến hình ảnh của một người bị đóng đinh trên thập tự giá. Một người thì không tiếp nhận Chúa, khước từ rõ ràng. Một người thì tiếp nhận Chúa, đúng không? One guy on the cross next to Jesus. One denied him, but the other one accepted Jesus Christ. Khi anh mà ăn năn trở lại với Chúa, anh không có đền tội, không làm gì cả, đúng không? Nhưng mà có được lên thiên đàng không? Được lên thiên đàng. Tôi thấy đó là điều mầu nhiệm tuyệt vời về tình yêu của Chúa. Bây giờ chúng ta làm cái điều gì trở lại ban đầu, phục vụ ban đầu, phục vụ, nấu ăn, thăm viếng, làm nhân chứng cho Chúa, giúp đỡ nhiều người nghèo thiếu, vân vân, tất cả những điều tốt. Chúng ta làm điều đó, xin lỗi, không phải để được lên thiên đàng. Chúng ta đã có một chỗ trên thiên đàng. Khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa thì chúng ta có một chỗ rồi. Vì biết ơn Chúa, chúng ta phục vụ để xây dựng hội thánh của Chúa. Chúa không đòi hỏi, Chúa không bắt buộc chúng ta làm cái gì cả. Our Lord Jesus Christ went through so much suffering. He took the pain. He took the shame. He took the hurt. He did all once and for all to offer the ultimate sacrifice on the cross. He died and rose again to forgive your sins, my sins, and to take you in. He takes me in to be children of God. Hãy ăn năn, repent, and go back to the first love. Để Chúa ban phước cho chúng ta, hãy trở lại tình đầu. Ăn năn, xin tội trước mặt Chúa và trở lại. Học lời của Chúa, gần gũi, thờ phượng Chúa và phục vụ như những ngày đầu tiên chúng ta yêu mến Chúa. Trở lại với tình đầu, trở lại với Chúa yêu thương. Amen. Kính mời Thánh cùng đứng để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu thương, chúng con tạ ơn Chúa về tình yêu, về ân sủng lớn lao của Chúa đối với chúng con. We thank you so much for your love. You are all love. You are all grace. And you have forgiven so much of our sins. Recharge us. Renew us. Take us back to your first love. Xin đưa dẫn chúng con trở về ân sủng yêu thương tha thứ ngọt ngào lúc ban đầu, để yêu thương nhau trong hôn nhân, trong gia đình, trong hội thánh, để muối ở trong đời sống của chúng con tiếp tục mặn để cho người khao khát Chúa, để ánh sáng tình yêu và ân sủng của lời Chúa chiếu sáng qua đời sống của chúng con, qua thái độ ôn nhu, khiêm nhường, hạ mình, chấp nhận, tha thứ, để bày tỏ ánh sáng và tình yêu cứu chuộc của Chúa, xây dựng hôn nhân, gia đình, hội thánh của Chúa và biến cộng đồng Orange này thành hội thánh của Đức Chúa Trời. Từ nay cho đến ngày cứu Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban tình thương,
ân sủng và năng lực của Chúa trên mỗi chúng con, đưa dẫn chúng con vào phước hạnh của những con người sống hôm nay như là những ngày ban đầu yêu thương trở về với Chúa, trở về với tình đầu của phước hạnh, phục vụ, ca ngợi, làm nhân chứng hiệu quả đem người đến với Chúa để xây dựng hôn nhân, gia đình và hội thánh và cộng đồng lành mạnh, phước hạnh từ nay cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Tôi sẽ ra dành thời giờ để chào thăm quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa.